con này là nó đang chưa nhận giá trị vào ha, chưa nhận giá trị vào. Thì ở đây tạm M5141 8411. Rồi thì mình có thể tách nó đi, có thể là tách nó đi mở lại để xem. Nó vẫn không có chạy ở đây đó, không có chạy ở đây thì có thể là mình đã 8141 hay là 8411 ta. Mình sẽ check lại xem mình đang bị lỗi gì đó, mình đang bị lỗi gì mà tại sao cái này nó không chạy được. Thì chúng ta có thể mở tài liệu nó lên để xem 84. Cái chương trình mẫu nó có cái đoạn tài liệu chương trình mẫu, chúng ta có thể mở xem ha. Đâu rồi, chương trình mẫu của nó đâu rồi? Cái này thì à, 8411 là đúng rồi ha. Mu tại sao nó lại vẫn không nhận. Mình sẽ kiểm tra lại dây đấu nối xem có bị đứt không hay gì đó. Thì nếu mà nó chạy được á, mình sẽ thử đổi qua kênh 2 xem ha. Có thể là kênh 1 nó không nhận. Mình sẽ thử đổi qua kênh 2 xem. Kênh 2 bạn cứ việc là thêm số 2 vào đây ha. Ở đây cũng thêm số 2, 8421 và 8429. Còn mấy cái này không quan trọng ha. Mấy cái này ở dưới không quan trọng. Đó, kênh 2 thì nó chạy, nhưng mà kênh 1 thì có lẽ là nó đang đụng với cái chương trình cũ. Mình chưa có xóa cái con kia nên là nó có thể nó không nhận. Thì tôi kệ nó đi, bây giờ mình lấy kênh 2 mình chạy luôn ha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình lấy một sợi dây mình nối vào ha, để mình kiểm tra kết quả ha. Mình lấy một sợi dây để mình chọn, mình đấu nối. Thì ở với con này thì chúng ta sẽ ở con master thì chúng ta sẽ mở cái này ra xíu, cẩn thận nó châm vào cái cực dương thì nó sẽ nổ, nó hơi khó ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mình sẽ thử là mình kích ít không này. Các bạn thấy ở bên kia nó đã on lên ít không đúng không? Ít không này. Ít 1 này. Đó, y 1 lên rồi đó. Ít 2 này. Ít 3 này. Ít 4 này. Ít 5 này. Bây giờ chúng ta có thể là mở chương trình online được từng con lên để xem ha. Thì cáp bây giờ chúng ta cắm vô cắm nào thì mở đó thôi. Bây giờ hiện tại thì cáp đang cắm con 1 thì mở con 1 lên xem nè. Thì đương nhiên cái này nó hơi bị chậm ha. Thì mình chịu khó xíu. Mẹ cắm được ít máy rồi. Chương trình nó vẫn chưa lên được, nó phải đợi quay một xíu. Ít 3 này ha. Đó, X3 thì nó hơi delay tí, là cái này delay này á
là do mình lúc nãy mình chỉnh cái thông số respawn á, và cái thanh thời gian phản hồi á thì nó không được nhạy. Mình sẽ hiệu chỉnh cái phần đó. Nói chung là làm thì mình sẽ hiệu chỉnh được những cái đó hết, nhưng mà vì hướng dẫn nên là mình không nói chi tiết về mấy cái đấy ha, mình chỉ biết chỉ cho các bạn cách làm thôi. Rồi đó, x7 này. Rồi nếu mà lên nữa thì sao? X7 thì con kia nó không có x7, nó chỉ có y6 là hết rồi, nó không có y7 ha. Và bây giờ là qua y10 này, thì y10 nó sẽ qua cái con này thì nó hiện tại là con 2, sao nó không nhận này? Con 2 nó chưa nhận. Con 2 nó đang vì sao nó không nhận này? Mấy cái này lỏng qua thì nó sẽ bị chập chờn, mình dạy lại xíu. Bây giờ cái nào mà nó bị chập chờn, con 2 là nó chưa nhận một cái gì luôn này ha. Thì bây giờ mình sẽ thử kiểm tra con 2 luôn. Đây là con 1. Con 1 này, khi mình cắm vào con 1 nó sẽ on một cái giá trị nào đó, đúng không? Đó, các bạn thấy là D1 nó đang lên đó. D1 ở bên con 1 đang lên. Đó. Rồi, nhưng mà con 2 thì sẽ không lên. Đó, bây giờ chúng ta sẽ thử thử con 1 trước ha. À, mình sẽ lấy một sợi dây ở con 1, mình đáp ứng cho con master là lên không nha. Lấy thêm một sợi dây nữa. Mình sẽ cắm ở con 1 lên. Thì đối với con 1 thì chúng ta sẽ cắm chân cơm vào ha. Chân cơm vào. Đó. Kênh 1 sẽ cắm vào. Đó, y không này. Y 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. Đó, 7 này. Đó, bên này thì nó có đủ. Còn đối với con 2 thì sao? Nếu mà đưa lên tín hiệu lên thì sao? Hiện tại nó chưa nhận con 2, không biết là lý do tại sao chưa nhận con 2, mình thử con 2 xem. Hiện tại là con 2 không nhận được với con master. Nó không nhận được tín hiệu với con master. Chúng ta sẽ kiểm tra lại. Kiểm tra lại tại sao nó không nhận. Bây giờ con 1 đã xong rồi ha. Thì mình tạm thời mình tắt cái phần online của nó đi. Để mình tập trung qua con 2. Mình xem con 2 đây. Con 2 là con này. H2 là đúng rồi nè. Rồi đây là nội bộ, địa chỉ nội bộ nó ha. Mình qua bên con này, con master mình xem. Mình xem con master. Master thì nó đọc cái địa chỉ lên nè. Địa chỉ 02 nè. Nó đọc lên nè. Tuy nhiên có thể là mình biết cái lệnh như thế này thì nó bị dồn không, hay là vì lý do gì đó nó đọc hai con này sát nhau quá thì có thể là nó sẽ không đọc được ha. Thì nó có thể bị hai con này cùng cùng lúc như vậy thì nó không đọc, cũng có thể là một nguyên nhân như vậy. Mình xem con hai nó ghi như nào. Mu x vào D0 đúng không? Mu x vào D0 và mu D1 và y2 không.
mình cũng đặt giá trị đề không lên này, đúng không? Và ghi giá trị xuống này. Bây giờ chúng ta thì thử vector lại là mình sẽ viết một cái biến nào đó ha. Mình sẽ cho nó chạy đi. Nó không có đếm đồng thời ha. Mình sẽ viết thêm là một cái LDM 8080 12 đi ha. Mình sẽ đếm counter đi ha. 8012 đi. Rồi counter. Out C0K1 đi ha. C0K1 đi ha. Rồi. Tiếp tục là out C1K2 đi ha. Rồi tiếp tục là out C2K3 đi ha. Và out C3K4. Và out C4K5. Và khi mà K bằng 5 thì sẽ reset hết bên này lại ha. LDM 8000 C4 sẽ reset, dùm reset ha, dùm reset C0 tới C4 là tất cả máy này sẽ reset hết. Rồi khi mà C0 bằng 1 thì trong này truyền đi ha, là DC0. Rồi khi mà tín hiệu sinh vật lên là đi, rồi là DC bằng 2 này, là DB chứ C1 cho cái này là C1 này, cái này là LDBC2 này, LDBC3 này. Rồi mình sẽ thử xem nó còn có bị dính nữa không. Rồi nó sẽ chạy liên tục như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ thử là như vậy thì mình thấy nó đều hơn này, nó chất liên tục hơn này. Và chúng ta sẽ thử là đưa thằng này lên xem. Vẫn không nhận. Không nhận. Và nếu mà dữ liệu đưa xuống thì sao? Thì hiện tại là đưa xuống ok này. Đó, X10 này. X7 là của thằng kia nha. X7 là của thằng bên kia. Thằng bên kia bây giờ là nó không nhận. Thằng biết sao? Từ từ sẽ giải quyết hết. 1 2 này. Đó. Bây giờ thằng này nhận. À, X7 là vì thằng kia nó không có Y7 nên là chỉ Y0 này, Y1 này, Y2 này, Y3 này, Y4 này, Y5 này, Y6. Ủa, nó cũng không Y6 luôn hả? Bên đây cũng không có Y6 luôn, nó chỉ có Y5 là hết à. Cái trình bởi vì con bo đó nó nhỏ hơn nên nó không có Y5, Y6 và Y7 ha. Chỉ có Y5 trở lại thôi. Rồi, còn cái dữ liệu X X thì bên này mình sẽ xem X này lên này, nhưng mà tại sao bên này nó không có nhận X thì chúng ta sẽ xem được là tại sao ha. Chúng ta sẽ kiểm tra tại sao thì K1 101 hả, 101 đây mà tại sao không nhận được. Đỡ mà không mất thời gian cho các bạn thì mình sẽ
tạm thời bơ video lại và mình kiểm tra, sau đó mình sẽ nói tiếp ha. Ok, sau một hồi mà tìm nguyên nhân mình đã thử ra thì các kiểu thì ra là do cái đặc điểm của truyền nhận giữa BC á, nó là truyền và nhận, nên là cái tốc độ đi phản hồi của nó không có nhanh bằng thiết bị tiền với các thiết bị khác, bởi vì thiết bị khác nó chỉ nhận thôi chứ nó không truyền lại. Nói chung là nó cũng có chậm như giữa con BC với nhau, và đặc biệt là cả con BC Trung Quốc nữa thì nó khai khác. Thì ở đây mình đã xử lý một số vấn đề, là bây giờ các bạn có thể nhìn test lại này, đây này lên rồi này, còn hai này ha, chích tới đâu lên tới đó ha, chích tới bảy thôi ha, bởi vì lên nữa nó không, mình không có lấy dữ liệu lên bởi vì nó dư, bên này cũng không thể out ra được ha, làm lấy nữa. Còn bên đây test lại mấy con này này nha, đây con này vẫn lên bình thường nha. Rồi thậm chí đi xuống thì vẫn dài giống như lúc nãy ha. Hai bên này thì không có, này thì qua bên đây, còn thứ hai ha. Rồi đó là kết quả ha. Và mình sẽ sơ cái chương trình, thì cái này, cái vấn đề này nó xảy ra ở con master thôi, tức là con master của mình đó, cái mình đọc và ghi dữ liệu quá, mình diễn ra quá nhanh, mình đợi nó khoảng 100 ms đọc và kế tiếp 100 ms khác là con thứ hai thì nó sẽ không được. Cái này là do nãy mình test thử mình đổi thôi, chứ nếu cái lệnh lúc nãy vẫn ok nha, nên là không sao. Đây là do cái thời gian mà truyền đọc nó diễn ra quá sát nhau nên là nó không có thể là xử lý việc đó. Thì ở đây mình chỉ làm kéo giãn thời gian ra, tức là mình đỡ là cái chu kỳ đọc nó là đọc 100 ms, sau đó nó nghỉ 100 ms ở đây này, nó đọc 100 ms, sau đó nó đợi nó nghỉ 100 ms để nó nhận dữ liệu về đó, sau đó nó đọc tiếp cái con flavor khác, rồi tiếp tục nó thực hiện là truyền ghi xuống đó, liên tục như vậy nó sẽ kéo dài cái thời gian, cho cái khoảng thời gian từ từ con kia nó phản hồi về thì như vậy thì nó mới nhận được. Lúc nãy là mình làm liên tục thì nó sẽ bị treo, nó không nhận được và dữ liệu bị đè lên nhau, bởi vì như vậy thì nó sẽ bị xảy ra cái lỗi như vừa rồi ha. Thì còn con master này mình chiếu lại hai con này bình thường ha, hai con này thì mình chỉ có giảm cái đóng khoảng chính để tăng cao hiệu quả lên phản hồi ở con hai con sliver á, rồi như vậy là ok. Thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình, nếu bạn thấy cảm thấy thú vị thì hãy like và share ra cho rộng rãi các bạn cùng xem ha. Rồi cảm ơn các bạn và chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video khác, xin chào.